anh nếu mà hôm nay em lên cái clip này, nếu mà anh thấy em thì em chỉ mong rằng em từ khi anh đi cho tới hôm nay là em rất nhớ anh. Em không ngủ ngày, em không ngủ đêm, em không ngủ, em không ăn được. Vậy nếu mà em mà anh thương em thì anh cũng về về với em đi. Em thì vợ chồng có sao ăn vậy. Bây giờ em rất là mong mà nhớ anh, thì nếu mà anh nhìn xem cái clip này mà thấy thì em xin anh là cho em một cơ hội thì là anh về với em. Dạ, trong những ngày gần đây anh em MC Bình Dương đa số là giúp à? Rất nhiều các trường hợp, đặc biệt là các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em MC Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ. Hôm nay một cái câu chuyện là không phải tìm vợ mà một câu chuyện tìm chồng. Nhưng câu chuyện này tìm chồng, anh em MC Bình Dương đã đăng và đã ghi hình và đã chia sẻ và đã bày tỏ cảm xúc. Hy vọng là các chị gái tỉnh táo, nhưng đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép xin chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu chị tên gì? Em tên là Lê Thị Thơm, sinh năm 1980. 80 nha. Chị Thơm cố gắng nói chuyện lớn tiếng nhé. Chị Thơm cho em biết là chị nguyên quán ở đâu? Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định. Ồ, quê mãi Nam Định hả? Hiện nay mình đang sinh sống ở đâu chị? Hiện giờ thì em ở phường 17, quận Gò Vấp. Thành phố Hồ Chí Minh ha. Chị sống tại thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào đây là năm 2003. Cũng Nhưng được. mà em làm bên quận 7, làm công ty bên quận 7 mười mấy năm đấy. Rồi thì là nó công ty nó ấy rồi thì là em mới qua Gò Vấp làm sửa đồ. Thì là đi gặp mẹ của cái anh này, rồi mẹ anh này dẫn làm mai. Là mai cho gặp anh này là gọi anh chồng ha. Trước đây chị Thơm đã có chồng chưa? Em có rồi ạ. Chị mình được mấy người con thôi? Em hai, một trai một gái mà chồng người. Chồng mất ha. Chia buồn với chị nhé. Vậy là ông chồng chị mất lâu chưa? Mất cũng phải về 8 9 năm rồi. Vậy là sau đó là chị đi làm ở Gò Vấp đúng không? Và gặp một người là mẹ của anh trai này. Gọi là mẹ chồng ha. Xong rồi hai bên nói chuyện với nhau. Vâng, rồi mẹ cho số điện thoại rồi là chúng em liên lạc với nhau. Thế cái người chồng của chị ấy, năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1981. Nói chung là hai người chênh nhau một tuổi à? Vâng, Trần Trần Văn Ngọc. Trần Văn Ngọc hả? Anh Ngọc quê quán ở đâu? Ở Gò Vấp mình ạ. Ở quê quán ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh à? Vâng. Là nguyên quán ở Gò Vấp luôn hả? Vâng. Anh Ngọc có nhà không? Anh trước kia thì là anh chúng em ở ở cái nhà khu khu Mồ Mả là nó không có giấy tờ. Trước kia thì là cái trò nó là cái nhà nhỏ tí tí ấy. Nhưng với sau này trẻ em về rồi thì là hai vợ chồng thì làm ra dần dần làm ra rồi với cho rộng ra nhà tôn, cho rộng ra cho nâng cao lên. Vâng, thì cũng nói chung là cuộc sống chúng em thì cũng ổn. Thì nhưng mà trong cái thời gian chúng em sống thì là ba ba mẹ con trai riêng của con ấy làm ăn cũng 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 khá lắm. Tự nhiên em mắc căn bệnh tiểu đường với lại thận và em nằm viện cũng gần 2 năm và bảo nó ổn ổn hơn 1 năm nay thì là em không phải nằm viện thôi, nhưng mà chỉ có tốn tiền chạy thận là 3 triệu mà bảo hiểm 100% nhưng mà đóng thuốc với này, này các cái là 3 triệu. Vậy chị gặp anh Ngọc là bao nhiêu năm rồi? Em gặp anh Ngọc là em sống hai đứa chúng em sống trước Sống xuống thử. và là sống trước 3 năm rưỡi rồi thì là chúng em về làm giấy tờ ngoài Bắc rồi thì là chúng em cưới làm phép cưới là đăng ký kết hôn mà làm phép cưới vào năm 2019. Em nhớ là 19 tháng 6 hay là bao nhiêu tháng 6 gì đấy. Bởi vì là cũng em ghi hình anh mang đi là lúc về sau này em mới xem thì là em mới biết là em mới phát hiện là anh mang đi hình cưới các cái anh mang đi hết. Giấy giấy tờ các cái giấy đăng ký kết hôn anh cũng mang đi hết. Vậy là anh Ngọc trước đây đã từng có vợ chưa chị? Chưa ạ. Ồ, trai tân hả? Vâng, trai tân nhưng mà bởi vì là hoàn cảnh của anh ấy, bởi vì là anh mẹ em sinh ra có 2 người con nhưng mà người con cả ấy, thì là mẹ em nuôi thì anh cũng lấy vợ rồi nuôi được một thời gian cũng đi 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 cho bởi vì mẹ em bảo ngày ngày xưa hoàn cảnh nó khó khăn này
mà bố mất sớm. Thế bạn này chứ em nghe mẹ em kể thôi, là anh Ngọc mà sanh ra có mấy tháng ấy là ba mất, cho nên là mẹ không nuôi được thì mẹ lại cho anh Ngọc, hai người đều cho luôn, cho anh Ngọc, cho đến lúc mà anh Ngọc cho cái nhà ở cũng gần đấy, nhà người ta bên Phật. À, mà được một thời gian thì ông bà chết, anh đang đăng kỳ hồ, nói chung là anh chỉ có đi làm ăn thôi, nhưng mà về sau này ấy, thì là thấy mẹ em bảo là chỉ là anh mười ba mấy tuổi ấy, thì là mẹ em biết mà đón anh về, là cho anh nhập đạo, đọc học kinh rồi các cái đi nhập đạo luôn. Rồi thì một thời gian là quen em đấy, là làm có đăng ký kết hôn mà cũng có làm phép cưới luôn. Vâng. Đến bây giờ là em cưới năm 2019 cho đến nay thì là nói chung là chúng em không có cãi nhau, không, nói chung là không có chuyện gì xảy ra hết đấy. Vâng, sống rất hạnh phúc. Nhưng mà có em không hiểu tại sao mà thứ hai vừa qua này thì là sáng chạy thận anh cũng chở em lúc đi lúc về. Lúc về trưa rồi em còn nói anh thì chỉ là anh mưa nắng như này thì là thôi anh nghỉ đi, thì anh lại trả lời em thì chỉ là thôi đi chạy kiếm tiền. Cho tới nay là vẫn không liên lạc được. Anh Ngọc trước khi đi là có đem theo gì đi không chị? Lúc đầu thì là về tối ấy, em dọn đồ dọn quần áo gấp ấy, thì em mới phát hiện ra được là em mở ngăn tủ ra thì là quần áo mới là anh gấp hết đi. Và để lại là hai bộ quần áo lát cũ. Và đúng em phát hiện ra là cái ảnh mà ảnh cưới ngày hồi trước ấy, bức ảnh to chân dung ấy, là anh lấy cái chai cái bức đấy, còn anh để không lại. Với lại một album hình ấy đấy, với lại giấy tờ đăng ký kết hôn. Anh có đem tiền vàng bạc không? Tiền vàng bạc thì là tiền, bởi vì trong cái thời gian em bệnh là tiền bạc là anh giữ hết, bởi vì em bệnh em không biết gì, là tiền bạc ai cho hay là hồi trước có là anh giữ hết, thì là không biết còn hay không thì em không biết, anh giấu lắm, anh giấu lắm, em không biết đâu. Còn chỉ có mới đây thì là bà ngoại gửi vào là cho em 50 triệu để chữa bệnh. Với lại đợt trước cái con em đi làm em mua cho nó được 5 chỉ vàng, thì lúc nhà em có chuyện là cậu mất đấy thì là lại bán đi, rồi thì là trang trải cho cậu ấy, thì mẹ em lại gửi thêm nữa là gần 80 triệu. Thì vào đây là hai vợ chồng mua 5 chỉ vàng với lại hai nhẫn hai chỉ với lại một cái nắc tay của em. Thì là ai thì em bảo như là phải mua một cái nắp đi, bởi vì là tiền của mẹ cho này nằm hồi nôn. Thì là em cũng cất rồi, nhưng mà anh bởi vì là buổi sáng em chạy thận, con đi làm, anh ở nhà anh nục đấy. Anh lấy hết để lại cho em mỗi một cái nắp vàng 18 đấy, còn thì là vàng 5 chỉ 2 chỉ là lấy hết. Còn cái nhà đấy bây giờ ấy, là cái nhà mà bây giờ em đang ở ấy, là em mới biết là anh bán, bởi vì là cái đất đấy sao bán được, bởi vì đất đấy là không có chủ, không có tên, bởi vì không có số nhà, đất mồ mả mà mình chiếm á. Nhưng mà anh thì anh ở lâu rồi thì anh bán được. Vâng, đây là em bán được bao nhiêu em không biết. Về sau này anh đi làm đến ngày trả tiền đấy, thì thấy bà chủ và cái bà mua nhà đấy, bà đến bà hỏi em cho mình ngớ ra là bà bảo chỉ là đưa tiền nhà cho bà. Em mới hỏi ủa tên gì à, lúc sau bà mới nói chứ là thằng Ngọc nó bán nhà cho cô rồi, giờ đến tiền nhà vậy em mới biết. Bán bao nhiêu tiền chị biết không? Em không biết. Cái lúc, nhà nếu theo chị bán là khoảng bao nhiêu tiền? Trước kia mà đất nó có giá ấy, thì là mong manh là người ta trả 500. Còn cái lúc mà anh bán thì em không biết. Nhưng mà nghe người ta nói thôi, còn em không chính xác. Người ta bảo như là nó bán cái lúc mà em nằm viện ấy, thì em không biết đâu. Đấy là nó bán là lúc đấy. Và mà lúc về sau này em hỏi anh thì anh bảo như là anh bán rồi, anh gửi ngân hàng rồi. Chứ em thừa biết là
tiền biệt viện của em vẫn còn, bởi vì là các anh các chị là thương em cho nên là mỗi người cho một tí. Với lại hồi trước ba em với lại anh với lại con em nó làm là nói chung là cũng dư giả, cũng mua được tiền vàng rồi, đúng lúc sau lấy ra là chi trả cho tiền viện của em mà vẫn còn dư. Vẫn còn có tiền, vẫn còn có vàng. Mà em không hiểu làm sao mà nói chung là anh giấu lắm. Chị cho em hỏi thế này. Vâng. Anh Ngọc ấy là quê cũng gốc thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Ờ. Khi anh gặp chị ấy mà được người mẹ là Mai ấy, để tác hợp giữa chị và anh Ngọc. Vâng. Là hai người bắt đầu trò chuyện và từ đó là nảy sinh tình cảm. Vâng. Và sống thử với nhau là hơn 3 năm. Vâng, dạ. Vâng. Đến nhà bé bé nhà Tôn bé bé đấy. À. Là hơn 3 năm rưỡi. Cái thời điểm bây giờ chị. À. Là chị có khỏe mạnh không? Em khỏe mà. Bình thường hả? Vâng. À, lúc bây giờ thì chắc chắn là da rẻ chị là hồng hào. Vâng, đợt trước tí nữa em mang cái ảnh còn là cuốn album nhỏ ấy. Ừ. Còn mấy tấm nữa anh không nhìn thấy. Ừ. Có em có mang lên đây này. Ừ. Hồi trước mà em trẻ mà em đẹp gái lắm. Ừ. Vâng, tí em đưa hình cho xem. Nhưng bởi vì là em bệnh như này là em chết thì sống lại 2 lần. Ừ. Mà cha đến bệnh viện làm phép em 2 lần. Ừ. À, cho nên chắc là tưởng chị không qua khỏi nha. Vâng. Lúc sau các anh các chị với thuật lại cho em, các anh với chị nói như thế nào, bác sĩ nói không có ổn thì là đoạt điện cho ông bà vào để nhìn mặt lần cuối. Nhưng mà bố mẹ em khóc, bố mẹ em bảo như thế nào, giờ bố mẹ em hơn 80 tuổi rồi. Ừ. Làm sao mà đi được. Ừ. Vâng. Thì là em nghĩ là cái này là Chúa cứu em thôi. Ừ. Vâng. Mà em nghĩ một tay em nằm viện mà một tay anh lo, mà tại sao mà anh giờ lại đối xử với em như vậy. Ừ. Mà đi mà không để cho em một đồng nào. Giả sử như là chúng em ấy, nay thế này, mai thế khác, nay chửi nhau, mai chửi nhau, nhưng mà đây không, đặc biệt không bao giờ, chúng em sống rất bình thường. Mà tại sao mà tự nhiên mà bỏ em đi mà lại không liên lạc được. Ừ. Chị cho em hỏi này. Dạ. Anh Ngọc khi sống với chị ấy, là bắt đầu từ thời điểm đầu tiên là anh có mong muốn là hai người sẽ sinh con không? Anh cũng lúc đầu thì anh cũng bảo là sinh con. Ừ. Nhưng vì sau này lúc đầu chúng em vẫn thả mà. Ừ. Nhưng mà không có bầu đúng không? Vâng, em vẫn thả. Ừ. Nếu mà do em thì do đầu, mà tại sao em có hai con? Hay là chị lớn tuổi? Em cũng không biết, nhưng cái mà thời điểm bây giờ là chị quen anh Ngọc lúc bây giờ chị bốn mấy tuổi rồi? Lúc đấy có ba mấy à? À, ba mấy hả? Vâng. Ồ. Bởi vậy. Vì em sống trước 3 năm rưỡi nếu nhưng mà có. Chị có tìm hiểu tại sao anh Ngọc đến tuổi này mà không lấy vợ không? Thì em chỉ nghĩ là mẹ em bảo này chứ là bởi vì là mẹ chồng hả? Không cha không mẹ. Bởi vì mẹ thì mới nhận. Là mẹ nhận hay là mẹ ruột? Mẹ đẻ mới nhận, còn thì là bố mẹ mà cho mà nuôi anh ấy là chết lâu rồi. Rồi anh ở một cái chòi á. Vâng, đấy. Thì đấy là anh Ngọc khi gặp chị ấy, chị thấy anh Ngọc là có sống có hiền hòa không? Hòa đồng không? Thì nói chung là hòa đồng, anh ấy về Bắc ấy thì nói chung là ở ngoài Bắc thì cả bố mẹ em hay là người bình thường, người ngoài ta đều có khen là hiền, chịu khó mà thương vợ. Khi anh sống với chị, bắt đầu sống với chị là anh làm nghề gì? Trước khi anh làm công ty nước ngọt cũng có, mà công ty xe nhớt ấy cũng có. Từ khi anh sống với chị bắt đầu đến giờ phút này, trước đây hàng tháng có tiền để anh có đưa cho chị không? Không, anh chỉ bảo là chị là để cho anh giữ cho. Lúc sau em cũng nói em nhiều lúc em cũng khó chịu nhưng thôi mà nghĩ thôi. Nếu vậy thì để cho anh giữ cũng được. Và chị có thấy anh Ngọc chơi bời gì không? Anh thì chỉ có rượu thôi, nhậu thôi. Nên không cờ bạc, không nhậu nhẹ, có nhậu nhưng mà không hút thuốc, không này nọ, chỉ có đẩy mỗi nhậu thôi. Anh có bao giờ cảm giảm chị về vấn đề gì về sức khỏe không? Sức khỏe thì anh chỉ nói là lúc đầu bệnh thì anh chỉ bảo là chính là chỉ có bây giờ là lo chạy hàng tháng đấy. Khi chị bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra mình mắc cân bệnh ở bề thì suy thận. Cái lúc em làm sao em làm cho đến lúc tới này em bệnh em viện luôn. Lúc bây giờ là khi trước thời điểm đó anh Ngọc đối xử với chị sao, mà sau đó anh Ngọc đối xử với chị sao? Thì lúc anh nằm trên bệnh viện ấy thì là có một mình tay anh thôi. Anh có tận tình không? Tận tình.
Vâng, thương vợ lắm. Còn con em thì nó chỉ có biết là làm, làm để kiếm tiền mang về cho bố nó. Có là mẹ. Có là hàng ngày ấy là chị sống với anh Ngọc, nhưng mà vẫn còn con của chị ấy là con riêng hả? Vâng. Sống chung hả? Vâng. Mà anh cũng rất thương thằng nhỏ. Vâng. Hai ba người là sống với nhau là có hòa đồng không? Hòa đồng. Có hợp nhau không? Một điều bố, hai điều bố, một điều con, hai điều con. Không có một chuyện gì xảy ra. Vâng. Chị có nghĩ rằng hay là do cái thứ nhất là trước đây là hai người sống với nhau là yêu thương với nhau thật. Vâng. Là vì duyên số. Vâng. Sau đó từ ngày mà chị có dấu hiệu yếu đi là anh Ngọc cũng có thể là cái tâm lý của anh nha, là có thể là bất ổn hơn. Và sau đó anh nghĩ rằng chị hiện nay cái căn bệnh này có thể là một căn bệnh gọi là căn bệnh thế kỷ. Vì vậy anh có thể anh chán nản mà anh tìm cách không? Anh giấu tiền đi không? Em cũng không biết, nhưng mà từ cái lúc anh về em bệnh này là em không biết nữa, là tiền là để là em quên, là em không nhớ nữa. Là coi như em cũng nói hẳn, em bảo như là thôi bây giờ em bệnh rồi thì là anh cầm tiền đi rồi mua đồ ăn đồ uống các cái này, hai bố con làm thì là anh cầm tiền mà giữ, rồi nếu mà có một dư tiền thì mua vàng thì anh đưa cho em, mà không thì anh cầm. Thì là nói chung là hoàn toàn là anh giữ hết. Theo chị là hai người, theo chị nhé, chị hình dung thôi, chị cảm nhận được thôi, chứ còn chính xác thì không biết. Từ khi chị sống với anh Ngọc, số tiền ấy, tiền của chị cũng như tiền anh Ngọc và tiền mọi người cho, trừ hết tất cả là chi phí đi, đến giờ phút này theo chị dư khoản nhiều không? Mình hình dung nó khoảng thôi. Bởi vì cái khoản mà dư ấy thì bởi vì là em không nói khoản được, bởi vì là biết em chỉ có biết đưa cho anh thôi. Chứ thực sự mình không biết chính xác bao nhiêu. Vâng. Em không biết là bao nhiêu. Chính xác là cái hôm ấy. Thôi cái đấy mình bỏ qua đi. Vâng. Cái hôm mà anh bỏ đi mà chị phát hiện được là chính thức anh cầm đi bao nhiêu tiền hoặc vàng? Tiền thì em không biết, bởi vì anh giấu lắm. Vâng. Còn chính sức mà vàng cũ thì em không biết nha. Vàng cũ nó còn nhưng em không biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà vàng mới ấy, mà mới mua này là có 5 chỉ, một cái nhẫn 5 chỉ với một cái nhẫn 2 chỉ. Là 7 chỉ. Đó. À. 7 chỉ với này à. Cái hồi trước cái bé cháu ngoại đấy là nó xanh thì là anh mua cho nó một cái vòng tay chế tay, một vòng chân, và cuối cùng là hôm qua em xem thì anh cũng đã lấy rồi. Lấy mất luôn. Lấy cả cháu luôn. Ồ. Vậy là trước khi thế này là anh có kế hoạch lâu thì đấy thì em kể chuyện vậy thì chung quanh rồi bố mẹ em ở ngoài Bắc cũng nói là lâu là chuẩn bị sẵn rồi. Đúng rồi. Chị bây giờ hiện nay là một tuần là đi chạy thận mấy lần? 3 lần. Số tiền hết nhiều không chị? Hàng tháng là 3 triệu ạ. Phường 17 họ cũng cho là bảo hiểm 100%. Nhưng mà cái mức của em cái thứ nhất là nó chạy về là do máu em dơ. Cho nên cái bàn lọc của em là cứ thường thường là lọc máu là 6 lần thì nó mới mất một cái bàn lọc. Nhưng bây giờ máu em nó dơ thì coi như là 3 cái cục lọc ấy. 3 lần thì đã phải thay rồi. Cho nên em tốn tiền cái nó bàn lọc đấy. Có là mỗi tháng chị mất thêm 3 triệu. Là 3 triệu. 3 triệu đó là bao nhiêu tháng rồi chị, hay là từ trước rồi? Trong tháng này từ đầu năm cho bây giờ là máu trước em đây, mới dơ. Còn trước đây là không mất còn, tiền. Vâng, còn trước kia thì là có 1 triệu 8 hoặc là 2 triệu. Trước đây cũng mất nhưng mà lâu lâu gọi là chia nhỏ là lâu lâu mới mất ít thôi đúng không? Vâng. Còn có từ hôm Tết hôm nay thì là máu dơ là mình phải chấp nhận. Anh Ngọc ấy là chồng chị ấy, là khi là hai người mình đưa nhau đi ấy, để đến bệnh viện. Khi trở về anh thấy là chị thấy anh ấy có cảm nhận, có tình thương hay có vui vẻ hay là có gì đó khác thường không? Em thấy bình thường, bởi vì anh lo cho em từ A đến Z. Có như là trong cái thời gian ở bệnh viện ấy, em nằm hôn mê. Mà lúc em tỉnh dậy, coi như là có một mình tay anh làm thôi. Vâng. Là anh biết tưởng tượng là em đi chạy á. Mà có nghĩa là tiền tã còn tốn hơn tiền thuốc. Có khi một nó ra không kiểm soát. Có cái chất gì ấy, và có nghĩa là mà gây như tiền tã là nhiều hơn tiền thuốc. Và chị chính thức mà phải chạy thận là lâu chưa? Gần 3 năm rồi ạ. Chị thấy bây giờ em muốn hỏi chuyện như vậy để biết rõ cái câu chuyện là cái tình cảm của anh Ngọc là chồng chị dành cho chị ấy. Thì là nói chung là mọi người kể cả ở ngoài Bắc cũng vậy, mà ở trong này bây giờ với nậu la thì người ta bảo như là ở trong này thì hiền lành chịu khó thương vợ,
Mà sao tại sao lại còn lại có cái vụ này? Nhưng từ đầu là khi hai người đến với nhau là anh Ngọc hoàn toàn không công khai số tiền được bao nhiêu còn bao nhiêu, hay là mới đấy lấy nhau á? Lấy nhau thì nói chung là trước đây có công khai không thì tiền bạc? Có ạ, bởi vì là chúng em có bao nhiêu là chúng em mua vàng bao nhiêu, nói chung hai người đều biết. Vâng. Có bao nhiêu ai giữ thì cái vấn đề khác, nhưng mà đều biết hết. Vâng. Nhưng mà về sau là bao nhiêu thời gian sau thì hai người không được cho nhau biết, là chỉ có lúc em bệnh thôi. Ờ đó. Vâng. Thế nên vì vậy em bây giờ em chia sẻ một cái câu chuyện rất thật và chân tình, hy vọng là chị đủ sáng suốt và minh mẫn. Đây là cái duyên phận chị ạ. Nói chung là không ai mong muốn là cái cuộc tình mà giang dở, chị thì giang dở cuộc tình đầu. Cái cuộc tình thứ hai là chị may mắn là được giai đoạn đầu, nhưng đến giờ phút này là không may mình đổ bệnh chị ạ. Vì vậy yếu, mà khi một người đàn ông, chị hình dung một người đàn ông mà người ta sống với mình ấy, một tuần phải chở chị đi 3 lần, mà một lần đi mấy tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Là thực sự em thấy rất mệt mỏi, đặc biệt dù rằng đăng ký kết hôn với nhau nhưng lại hai người không con chung, và tài sản hoàn toàn là không minh bạch. Vì vậy đây là những kế hoạch có thể anh chỉ giúp chị, anh chỉ sống chị với chị cái thời gian nào, cái khoảng nào nhất định theo như anh đang suy nghĩ. Vì vậy một ngày nào đó anh chỉ tìm cách để dứt bỏ chị đó. Chứ bây giờ em nói thẳng với chị này, cái số tiền ấy lớn đối với người khác nhưng đối với chị thì còn lớn hơn. Bởi vì hiện nay là chị, tất cả đồng tiền để trông chờ đó là đồng tiền của mọi người cho giúp. Chị hoàn toàn là mất năng lực, không thể làm ra tiền được, đúng không ạ? Một lần chị đi đến bệnh viện là mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Em chạy là 3 tiếng 10 năm đó. Cái công trở đi trở về nữa, tiếng cả tiếng đồng hồ nữa, đúng không ạ? Vì chị là một tuần chị mất 3 lần như thế này là chị hết, không thể làm gì được. Ngoài ra những lúc về như vậy chắc chắn là rất mệt, đúng không? Vì vậy chị có thể chị về chị phụ giúp những cái việc rất nhỏ thôi. Dạ. Mà thậm chí người khác phải nấu cơm cho chị ăn nữa. Đó. Thế nên là em chia sẻ những câu chuyện này, hy vọng là chị đủ tỉnh táo và đủ minh mẫn. Và chị đặc biệt là rất bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nha. Cái số phận con người ta là không ai mong muốn mình rơi vào cái tình trạng bi đát đến giờ phút này. Nếu chị còn khỏe, chị hoàn toàn không có vấn đề gì. Là anh Ngọc bỏ chị buồn một xíu thôi. Đúng không? Nhưng đây là cái câu chuyện chị buồn hơn nhiều. Em cảm giác được là chị chắc chắn rất buồn hơn nhiều. Chị buồn không phải vì tiền, mà chị buồn là trong giai đoạn này, đúng không? Đang sống với một người đàn ông là một người chồng, đăng ký kết hôn mà có cưới tổ chức đàng hoàng, sống với nhau đến giờ phút này cũng trên dưới 10 năm qua rồi, là một cái tình cảm gắn bó và rất sâu sắc. Mà đến giờ phút này mình yếu là anh bỏ mình, thì thực sự là rất hoặc gọi là hụt hẫng trong giai đoạn này. Con chị có thể là cũng phải mãi đi kiếm tiền, đúng không? Nó không thể ở nhà với chị là hàng ngày chở chị đi được. Bây giờ em nói chuyện như thế này để cho chị hiểu này. Con chị đi làm công ty, một tuần thì không thể xin công ty nghỉ 3 ngày được, đúng không ạ? Còn ngoài ra những lúc khác nữa. Vì vậy cho đây là rất khó cho chị. Nha, em đây là em chia sẻ những cảm xúc mà em lắm bắt được. Vì vậy em hy vọng là chị đủ bình tĩnh, kiên nhẫn và lạc quan. Nha, suy nghĩ cho thoáng lên. Nha, đây là duyên phận rồi. Nha, có thể là anh Ngọc sống với chị trong thời gian đấy là hai người có duyên có lợi, nhưng đến giờ phút này có thể là anh trả hết lợi cho chị rồi. Từ kiếp trước mình nói như vậy để cho dễ hiểu hình dung thôi nhá. Đó. Chứ bây giờ không con chung. Mà một người đàn ông mà tuổi này mới có 40 mấy à, sống với chị cả chục năm rồi, không con chung, không tài sản chung, đến giờ phút này mà chị lại lâm cái cảnh bi đát như thế này. Để mà anh gắn bó với chị là em thấy một cái câu chuyện là thực sự là một cái tình yêu rất cao cả có thể mới gắn bó chị đến trong vòng mấy năm qua. Ở đâu đó vẫn còn rất nhiều người tốt đẹp, có thể là người ta phát hiện được đối phương của mình không khỏe nhưng người ta vẫn chăm sóc cuối cuộc đời, nhưng đó là những trường hợp rất ít chị. Còn những trường hợp như thế này thì em thấy là xảy ra rất nhiều đó, không phải là tất cả nhưng mà rất nhiều chị nhé. Đó, bây giờ thì thực sự là em nghĩ rằng chắc chắn là chị rất còn rất nhiều tình cảm, tình thương dành cho anh Ngọc, đúng không? Chị còn thương anh không? Em còn, bởi vì em thấy vậy là em phát hiện ra được, anh biết không? Còn 3 ngày 3 đêm em không ăn không ngủ. Đó. Em hôm qua em đi chạy thận mà thường thường ấy, bình thường thì em chạy 2,5 kg hoặc 3 kg. Nhưng mà hôm qua thì em chạy có hơn 1 kg. Em không ăn được, không ngủ được. Đúng rồi. Chỉ uống tí nước thôi. À, khổ. Chị có hy vọng là sẽ gặp anh Ngọc một ngày gần nhất không? Để mình nói chuyện không? Vâng, em cũng cầu mong cho làm sao mà em nhờ các anh cho em gặp anh ấy, dù một chỉ là một lần cũng được.
để cho em trao đổi, em có phải biết lý do là tại sao mà bỏ em đi rất khoát một lần. Có nghĩa là bây giờ ấy, dù gì chị cũng mong muốn là gặp anh Ngọc một lần cuối cùng trong cuộc đời này. Đúng không ạ? Để vâng, để em nói rõ rồi thì là nếu mà ở với em nữa thì ở, còn không ở nữa thì em phải chấp nhận. Nhưng mà em phải xin lại cái số mà tiền mà em mua thành vàng ấy là mẹ em cho em, là mẹ em cho em với lại quả cháu. Là chị vẫn mong muốn là gặp anh Ngọc để nói chuyện một lần. Đến với nhau nữa hay không là tùy duyên. Nhưng với điều kiện anh Ngọc phải trả lại toàn bộ những cái tài sản vàng vòng của gia đình chị cho, cũng như của con chị, là dành dụm lại để cuối đời, để mình hy vọng là để dành dụm để chữa bệnh, đúng không? Vâng. Bởi vì bố mẹ em cũng già rồi, cũng tám mấy rồi. Em thấy nếu đúng là thực sự anh Ngọc ấy, thì trước đây anh ấy thương chị thật. Nhưng mà đúng lý ra nếu anh không ở với chị nữa, dù rằng nói với nhau, đang ở với nhau, mà nói là bây giờ tôi không ở với cô, bởi vì hai vợ chồng không có chuyện gì xảy ra. Không có một chuyện gì ạ. Nhưng mà để nói một điều là bây giờ tôi không sống với cô nữa, tôi hết tình cảm với cô rồi, mà tôi bỏ cô luôn. Thì cái câu trả lời, cái câu này thực sự là rất khó nói, theo em nghĩ như vậy. Vì vậy anh âm thầm anh bỏ đi, không một tiếng nào gọi là hồi âm, không một cuộc điện thoại hay một tin nhắn. Nhưng đặc biệt là cái câu chuyện rất đáng tiếc, anh bỏ chị rồi trong giai đoạn này, nhưng mà anh lại lấy vét sạch những cái số vàng vòng tài sản còn sót lại đó, thì thực sự là rất lấy làm tiếc. Hy vọng là anh Ngọc nếu xem video này, thì dù rằng mình là một tình người sống với nhau, mình chưa nói là vợ chồng, sống với nhau một ngày cũng là vợ chồng, đúng không ạ? Thì anh hãy xem xét và suy nghĩ lại, anh hãy mau chóng và đem quay trả lại những số vàng vòng của chị, là của người gia đình, của con, của cháu, dành dụm lại để cho chị. Thì anh hãy trả lại cho chị, bởi vì anh còn khỏe mạnh, anh ra ngoài có thể còn kiếm rất nhiều tiền đó, hoặc có thể là anh có đến với ai cũng được, một người phụ nữ khác. Nhưng mà bản thân của chị bây giờ thì hiện nay thì chắc chắn là không ai dám sống với chị nữa, đúng không ạ? Một người đàn ông khác, người ta khỏe mạnh, người ta bình thường, không có dại gì người ta đi, người ta đến với chị, đúng không ạ? Đấy, cho nên hy vọng là chị hãy đủ kiên nhẫn, bình tĩnh nhé. Mình cứ ăn uống bình thường đi, bởi vì mình phải lạc quan. Còn nếu không ấy thì có thể là con chị rất khổ nhé. Nếu chị yếu thì là con chị là người khổ đầu tiên. Buồn thì đồng ý là buồn, chắc chắn là phải buồn đấy đó nhé. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng chị. Đây là những cái lời khuyên của em rất chân thành dành cho chị, bởi vì em biết được những cái cuộc đời con người ta như giai đoạn này là thuộc dạng chị là bi đát nhất trong cuộc đời. Có thể chồng chị trước đây mất, nhưng không bi đát bằng bây giờ. Buồn chỉ một thời gian nhất định, nhưng bây giờ chị buồn hết cái nọ đến cái kia, buồn mất tiền, buồn mất chồng. Buồn nhất là hiện nay mình đang mang một căn bệnh không chữa được. Đó. Nếu bây giờ có tiền mà để thay ghép thì chị cũng phải mất tỷ lớn đè tỷ bé, mà cũng chưa biết là liệu có tồn tại hay không. Không phải là chị ghép được mà tồn tại đâu chị. Ghép được. Bởi vì con... em cũng cũng hỏi rồi. Nếu mà muốn ghép mà trong người phải không có bệnh nền. Đúng. Và rất khó tồn tại, không phải ai ghép cũng được suốt đời. Ghép chỉ một thời gian nhất định mà không hồi không được là sẽ đào thải. Đó là sẽ mất tiền, lại quay về trở về vị trí ban đầu. Đấy. Thế bây giờ thì thôi em chỉ khuyên chị là sống những ngày cuối đời chị ạ. Còn ông trời cho mình sống ngày nào sống, mình phải sống tốt. Đó. Để sau này các con chị được phúc, được đức của cha, của mẹ, đặc biệt là của chị dành cho con chị. Còn bây giờ thì trước mắt là chồng thì bỏ đi rồi, tiền thì mất rồi chị nhá. Còn nếu như anh Ngọc mà xem xét mà suy nghĩ lại, nếu anh quay trở về mà anh trả lại chị, mà anh nói chuyện với chị lần cuối cùng, đó là một tình người, một tình yêu cao cả dành cho chị phút giây cuối cùng chị nhá. Chị có điều nào chị muốn nói chuyện thẳng thắn rõ ràng trên video này, hy vọng là anh Ngọc xem được video này là anh Ngọc sẽ nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp, những kỷ niệm đẹp hai người sống với nhau. Rồi mời chị lên tiếng. Anh nếu mà hôm nay em lên cái clip này, nếu mà anh thấy em thì em chỉ mong rằng em từ khi anh đi cho tới hôm nay là em rất nhớ anh. Em không ngủ ngày, em không ngủ đêm, em không ngủ, em không ăn được. Vì vậy nếu mà em mà anh thương em thì anh cũng về với em đi. Em thì vợ chồng có sao ăn vậy. Bây giờ em rất là mong mà nhớ anh, thì nếu mà anh nhìn xem cái clip này mà thấy thì em xin anh là cho em một cơ hội thì là anh về với em. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, đây là một cái câu chuyện nào chồng tìm vợ hoặc vợ tìm chồng không phải là không có cô chú anh chị, nhưng đây là một câu chuyện vô cùng rất rất đặc biệt.
Hai người đến với nhau là bằng một tình yêu chân thành và đã sống với nhau trong quãng thời gian trên dưới 10 năm, đã đăng ký kết hôn, đặc biệt là có làm đám cưới, nhưng rất lấy làm tiếc là hai người không con chung. Nhưng đến giờ phút này không may chị hiện nay đang rất yếu, mà anh Ngọc rời xa chị trong giai đoạn này là đây một cái cuộc thử thách rất lớn dành cho chị. Đặc biệt là hiện nay chị không còn một đồng nào hết, vì có bao nhiêu anh Ngọc lấy đi hết rồi. Chưa biết anh Ngọc hiện nay đang ở phương trời nào. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được chính thức anh Ngọc hoặc hình dạng giống anh Ngọc đang ở đâu, thì vui lòng báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Quân Hải Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58, để anh em có lời khuyên chân thành nhất dành cho anh Ngọc, để hy vọng anh Ngọc sẽ quay trở về để nói chuyện với vợ mình lần cuối cùng trong đời, giờ có thể anh sẽ ra đi. Hôm nay chị về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm chồng. Dạ. Đặc biệt là chia sẻ cái câu chuyện cảm xúc rất buồn. Dạ. Một câu chuyện rất đặc biệt. Dạ. Chị có đồng ý cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội không chị? Có, em đồng ý ạ. Dạ, em cảm ơn chị nhé. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, đây là một câu chuyện rất buồn. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy cố gắng chia sẻ video này nhiều hơn nữa để anh em Hiệp sĩ Bình Dương sớm tìm ra thông tin chính thức anh Ngọc đang ở đâu. Dạ, cuối video cho phép công trần nên thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.